Hôm nay Viện Bảo tàng Di sản Người Việt có một cái chương trình để mà hội thảo với các giới trẻ. Năm người sẽ trình bày cả cái ý nghĩa mục đích cũng như là cái suy tư về 30 tháng 4. Mọi người hãy tưởng tượng cảnh Sài Gòn bị sụp đổ vào năm 1975 bao trùm đó là sự hỗn loạn, tuyệt vọng và nỗi đau lòng khi các gia đình đối mặt với sự thật khắc nghiệt của việc phải rời khỏi quê hương của họ. Cái vấn đề mà mình có thêm đến hôm nay là tại sao cho cộng đồng chúng ta hiện tại chúng ta nên dùng cờ vàng và sọc đỏ, và mình cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm. Đến sáng tự nhiên chúng tôi nghe nó kéo mình đi, tôi follow the wave. Tại sao nó kéo mình đi? Mở mắt ra thì mới thấy cái thuyền lớn của họ kéo thuyền nhỏ của chúng tôi ra khỏi cái hải phận của Sài Gòn. Kính chào mọi người trở lại chương trình Passport to Thành Công trên Đài Loan Sài Gòn TV. Và đây là đầu tháng 4, cho nên trong mỗi tháng 4 thì Khang có cơ hội, Khang muốn được đi tìm một vài cái sinh hoạt trong cộng đồng Little Sài Gòn của mình mà có thể mình tìm hiểu học hỏi thêm về tháng 4 đen. Thì hôm nay Khang sẽ cho khán giả được một cơ hội tới một cái sự kiện ở tại Sài Gòn nhỏ được bảo trợ bởi Vietnamese Heritage Museum, là Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, và để tìm hiểu thêm về tháng 4 đen. Và cái đây là chương trình có tính cách về của giới trẻ của người Việt Nam mình tại Mỹ. Và xin khán giả cùng theo dõi Khang nào. Để tưởng nhớ đến các vị tiên nhân đã có công nhận nước và giữ nước, mời giải giang sơn gắn gốc từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau để tri ân các anh hùng ăn thư cùng những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì hai chữ tự do, và cầu nguyện cho tất cả những người Việt tị nạn đã bỏ mình trong lao tù cộng sản hay trên đường vượt biên vượt biển. Please join me for a moment of silence to remember our forefathers who founded and preserved this country, to remember those who paid the ultimate sacrifice for freedom, and for all the Vietnamese refugees who are no longer with us. Ngày hôm nay Viện Bảo tàng Di sản Người Việt có một cái buổi hội thảo và mong rằng các em sẽ chia sẻ những cái suy tư về cái mục đích của Viện Bảo tàng, là muốn hiểu các em cần cái gì. Thì trong cái vấn đề của Viện Bảo tàng là muốn gìn giữ cái lịch sử để trao lại cho các em sau này. Còn có 5 người sẽ trình bày cả cái ý nghĩa mục đích cũng như là những cái suy tư về 30 tháng 4, về Việt Nam Cộng Hòa, về lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một người mà có lẽ là nên có một tràng pháo tay lớn nhất là em An Nguyễn. Em hiện tại là Senior High School Student at Westminster High School. Mời em An. Hi everyone. I'm gonna do this in English and Vietnamese so that both of our target audience can understand my message. I want to begin by expressing my gratitude to the Vietnamese Heritage Museum for providing us with this platform to discuss and reflect on an important chapter of Vietnamese history, which is Black April. So what exactly is Black April? For many of us, especially within the Vietnamese community, it signifies a critical moment, which is the fall of Saigon in April 1975. This catastrophic event marked the conclusion of the Vietnam War and brought about significant waves of immigration, shaping the Vietnamese diaspora we know today. So, imagine the scenes of the fall of Saigon, the chaos, the desperations, and the heartbreak as family faced the harsh reality of leaving their homeland behind. This was the pivotal moment that reshaped the lives of countless individuals and families. In the aftermath of the war, many Vietnamese families sought refuge across the globe, and including here in America. From humble beginnings, our community grew into a vibrant cultural space, preserving traditions while adapting a new way of life. Little Saigon quickly became a beacon of hope and resilience, and this is where a vibrant community where Vietnamese culture thrived despite the challenges of displacement and adaptation. Now, you might wonder, how does our community work to preserve this vital Vietnamese American history and culture? The
The answer lies in our collective dedication and innovation. Beyond political tours, historical field trip, and language classes offered at different local high school for students, our committee have embraced technology and digital platform to connect, educate, and share our heritage with the world. Chào tất cả mọi người có mặt trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Lời đầu tiên, con em muốn bắt đầu bằng việc bày tỏ lòng biết ơn đến Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam đã cung cấp cho chúng ta có một cơ hội để thảo luận và suy ngẫm về một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đó chính là ngày 30 tháng 4 hoặc còn có thể gọi là tháng 4. Sự kiện bi kịch này đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam và dẫn đến làn sóng nhập cư định hình nên cộng đồng Việt Nam di cư mà chúng ta biết ngày hôm nay. Mọi người hãy tưởng tượng cảnh Sài Gòn bị sụp đổ vào năm 1975 bao trùm đó là sự hỗn loạn, tuyệt vọng và nỗi đau lòng khi các gia đình đối mặt với sự thật khắc nghiệt của việc phải rời khỏi quê hương của họ. Đây là một khoảnh khắc quan trọng đã làm thay đổi cuộc sống của vô vàn cá nhân và gia đình trong khoảng thời gian này. Sau chiến tranh Việt Nam, nhiều gia đình Việt Nam đã tìm kiếm nơi di cư trên khắp thế giới và bao gồm cả ở nước Mỹ đây. Từ những bắt đầu khiêm tốn, cộng đồng của chúng ta đã phát triển thành một nền văn hóa sôi động, bảo tồn truyền thống trong khi thích nghi với một lối sống mới ở nước Mỹ. Bây giờ mọi người có thể tự hỏi rằng cộng đồng của chúng ta đã làm thế nào để bảo tồn lịch sử và nền văn hóa Việt Nam quan trọng này? Câu trả lời nằm trong sự tận tụy và sự sáng tạo của người Việt chúng ta. Bên cạnh các chuyến tham quan lịch sử, các chuyến đi dã ngoại và các lớp học tiếng Việt được cung cấp tại các trường trung học địa phương, cộng đồng của chúng ta đã áp dụng công nghệ và nền tảng kỹ thuật số để kết nối giáo dục và chia sẻ di sản của chúng ta với thế giới, cũng như là ở nước Mỹ đây. Các tổ chức người Việt Nam địa phương đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia và hỗ trợ cộng đồng. Từ các lễ hội văn hóa như Tết và triển lãm nghệ thuật đến các diễn đàn cộng đồng và chương trình lãnh đạo thanh niên, các tổ chức như UVSA, Ban Liên lạc các hội đồng giới trẻ Việt Nam Cali hoặc Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu tiếp tục làm giàu trải nghiệm và bản sắc chung của người Việt chúng ta nơi đây. Hơn nữa, các doanh nhân người Mỹ gốc Việt cũng như các tiệm kinh doanh địa phương đã phát triển mạnh mẽ từ năm là để sống lại quá khứ mà còn để tôn vinh những hy sinh của những người đã mở đường cho một tương lai tốt hơn ở đây tại nước Mỹ. Chúng ta có cơ hội được tiếp tục ghi nhớ sự kiện lịch sử quan trọng này để các thế hệ tương lai có thể hiểu và trân trọng sự kiên cường của cộng đồng người Việt chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhận thức được rằng việc thảo luận về những sự kiện như tháng 4 đen hoặc ngày 30 tháng 4 có thể gây xúc động đối với nhiều người. Nhưng những ký ức này không chỉ là những câu chuyện mà còn là những trải nghiệm sống gây ra nỗi đau và sự buồn rầu. Tuy nhiên, thông qua các buổi thảo luận như thế này tại Viện Bảo tàng ngày hôm nay, chúng ta có được một không gian an toàn để chia sẻ những câu chuyện này. Thông qua đó khuyến khích các cá nhân học hỏi và giữ vững niềm tự hào và sự tự tin về di sản cũng như là văn hóa Việt Nam của mình trong cộng đồng. Hôm nay mọi người tụ họp tại đây không chỉ là để tưởng niệm lịch sử về ngày 30 tháng 4 mà còn tôn vinh sự kiên cường của những người đã hy sinh. Và chúng ta đang cung cấp một nền tảng cho những câu chuyện chưa được kể, cho phép mỗi người chúng ta kết nối khoảng cách giữa những cuộc chiến tranh trong quá khứ và những thành tựu hiện tại. Mỗi câu chuyện được chia sẻ tại đây ngày hôm nay đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về việc chúng ta là ai và nơi chúng ta thuộc về. Và đối với con, em, sự kiên cường được thể hiện bởi cộng đồng người Việt chúng ta suốt lịch sử tiếp tục định hình bản sắc của cộng đồng và truyền cảm hứng cho những thế hệ sau này phấn đấu một tương lai tươi sáng hơn. Trong lời kết của con em xin mọi người hãy ghi nhớ ý nghĩa của ngày 30 tháng 4. Đây không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là một bằng chứng sống về tinh thần bền bỉ của một cộng đồng đoàn kết và yêu thương. Và chúng ta hãy cùng nhau ghi nhận quá khứ, trân quý hiện tại và luôn phấn đấu mỗi ngày để giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Con em xin cảm ơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Không biết là trong khán phòng này ai là thầy cô giáo của em là trường Westminster High cho bóc sờ hôm nay cho thầy kêu cô Mai Khánh. Thank you very much. So now, audience, I do have a question. So chị An did mention 1, 2, 3, 4, 5 organization in her speech twice. So you can name 3. Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên là cô giáo, là một nhà giáo có kinh nghiệm trên 29 năm trong ngành giáo dục Hoa Kỳ. Cô được nhiều người biết đến như một sứ ngôn viên truyền hình và là người điều hợp chương trình cho những buổi tiệc gây quỹ của các tổ chức thiện nguyện. Cứ khoảng 9 giờ tối thì có một cái xe taxi nó tới, nó chở cả nhà đi, không biết đi đâu. Thế lúc đó có một cái tàu nó lớn hơn, thấy nó bên ngoài nó đi vào. Trải qua một đêm, buổi tối ở trên tàu, không được nói chuyện. Chỉ bằng tàu lúc đó chở theo 60 người Việt Nam, tị nạn, đi ra khỏi.
đi, nó kéo mình đi. They pull it away. Tự do rồi, tới nơi rồi. Mọi người thức dậy, tự do rồi. Thì riêng cá nhân của chúng tôi cũng biết là tự do là gì, mà tại sao cái nơi cờ vàng ba sọc đỏ đó là một cái rừng luôn, từ trái qua phải trên cái đảo Pulau Tangga. Cảm ơn thầy kia. Chắc là tâm trí Joseph già rồi, lâu chân, nó đau chân chứ không phải là được. Các em, các bạn chia sẻ tình ta có mặt ở đây. Và cái lý do ngày 30 tháng 4 là gì? Thì sau khi nghe các em chia sẻ thì chị Quyên cũng muốn nói về mình, journey from Việt Nam, chuyến tự đi của cá nhân của chúng tôi, đi từ Việt Nam tới Mỹ như thế nào. Cũng ngày này, năm 1978, exactly this day, ngày 14 tháng 4 của 1978, vừa đi học về thì bố mẹ nói tối nay con ở nhà không được đi đâu hết. Tại sao vậy? Con phải trở lại con gặp bạn con mà. Không, tối nay ở nhà và lo cho các em. Thì cái tối hôm đó cũng ngày 14 tháng 4 năm 1978 thì chị Quyên cùng với các em mặc đồ đen nhé. Cứ khoảng 9 giờ tối thì có một cái xe taxi nó tới, nó chở cả nhà đi, không biết đi đâu. Thì khi mà khoảng một tiếng sau thì nghe tiếng gió, tiếng sông, tiếng biển, thì bố mẹ nói chui dưới đó hay là nhân hình luôn. Mà cũng không biết tại sao thì đi đâu. Khoảng giữa đêm thì lúc đó có một cái tàu nó lớn hơn, thấy nó bên ngoài đi vào. Và lúc đó thì bố mẹ đang cho mình ngồi với cái tàu nhỏ. Các con im lặng, bây giờ mình đi ra cái tàu lớn, cũng không biết là mình đi đâu. Thôi. Thì cái lúc đó bố mẹ cũng không nói, vẫn không nói. Thì khi mà đi vào cái tàu lớn hơn thì trên đó đã có sẵn khoảng rất là đông người. Mình sau này mới biết là có khoảng 60 người trên chiếc tàu đó. Mà khi mà lên thì ngồi san sát lại với nhau, người này người kia ngồi với nhau. Nó tối to mà, không biết là mình đi đâu phải làm gì. Trải qua một đêm, buổi tối ở trên tàu, không được nói chuyện, chỉ mà nằm ngồi đó thôi. Thì tới gần 5-6 giờ sáng, nghe tiếng ai nói gì, tiếng của ba mẹ nói: mọi người im lặng, bây giờ chúng ta phải đi ra hải quan. Không biết nói hải quan là gì. Rồi cái lúc đó ba nói chứ có chừng tàu bị cạn. Có ai thanh niên ở đây nhảy xuống không? Cái tàu mình bị kẹt rồi. Không, nếu mà không đi qua được cái chỗ này chúng ta sẽ bị bắt. Cũng không biết tại sao mà lý do như thế nào phải cần có người. Thì chờ khoảng 5 phút sau cũng không thấy ai hết. Thì nghe hai cái tiếng nó kêu là tùng nhảy xuống nước. Tổng nhảy xuống nước lần thứ hai. Tổng nhảy xuống nước lần thứ ba. Ba người nhảy xuống nước. Từ lúc đó để mà vác cái tàu cho nó qua khỏi cái gành đá, nó vượt qua khỏi cái gành đá, tại vì lúc đó cái tàu nó đang kẹt nước. Và đúng 6 giờ sáng chiếc tàu nó trôi ra khỏi cái gành đá và nó đi ra khỏi cái con sông. Mà sau này chúng tôi biết là sông cửa sông Sài Gòn. Thì lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 1978, 6 giờ chiếc tàu lúc đó chở theo 60 người Việt Nam bị nạn đi ra khỏi bờ biển của Việt Nam. Thì lúc đó đầu óc của chúng tôi chỉ nghĩ là mình đang đi đâu đó, cũng không biết là đi vượt biên. Thì sau này mới nghe ba nói là ba là người mà sau này bị kinh tế mới và bắt cả nhà bị đất tư bản ngoại sản, xong rồi bắt cả nhà phải đi kinh tế mới. Nếu mà không đi kinh tế mới lúc đó là coi như là cả nhà sẽ chết. Thì ba mới nói một là chết ở kinh tế mới, hai là chết ngoài biển. Thì ba chọn vượt biên, chết ngoài biển. Chết thì chết hết, sống thì sống hết. Cho đó là sau này ba kể lại. Sau khi mà ra khỏi cái hải phận Việt Nam thì đứng ra từ Việt Nam đến chúng tôi nhìn thấy mình thôi, đi qua Thái Lan tôi cũng mất 4 cái năm ngày hơn. Nhưng mà lúc đó nghe ta nói là nhờ một cái ông tài phi công lái máy bay xuống lái tàu, thì không biết ông đi xa
đi xuống tận Singapore luôn mà vẫn chưa tới cái nơi mà nó cho mình nhập cư. Thì tới Singapore lúc đó là tàu cạn nước, hết đồ ăn và tàu nó đang lôi trôi, nó đang lên lên trên biển. Và trước khi mà tới Singapore thì cá nhân của chúng tôi đã nhớ cái đêm mà rất là kinh hoàng, nằm ở trên cái bông tàu mà nước nó cứ lên xuống cái tàu là tàu đi sâu mà nó cứ bập bình như vậy, thứ điều như là để ra. Thì riêng cá nhân của chúng tôi đó, khi mình nằm ở trên chiếc tàu đó, nếu mà xuôi mà nó quay hướng này nó rớt nó xuống biển rồi, nhưng mà khi mà cái nước nó lên xuống nó quay xuống này thì chúng tôi cá nhân của chúng tôi từ trên đây rớt xuống cái đáy tàu, cho nên có người chụp được. Thế nên mà đi ra đứng bên đây là coi như xuống biển rồi. Rồi một bên á, trên chiếc tàu á, thì Giê-xu Ma thì chúng tôi lại nhờ chứng mừng mặt kinh cá nhân là cái chứng mừng một bên thì Nam Mô A Di Đà Phật, giống như là cái gì đó mà chúng tôi cảm thấy như gần chết rồi. Và cái đêm hôm đó là cái đêm kinh hoàng nhất, bão tố, mưa gió và sét chết nữa. Thì ai cũng mệt mỏi, chắc là mình đang ra rất cố hết nữa. Cái sàn thuyền đó là cái thiết tưởng tượng đó. Chúng tôi nhớ là lúc đó và chắc là mệt quá, cho nên sau đó ai cũng ngủ. Một giấc sáng hôm sau mở mắt dậy thì có người thấy ôi tới đất liền rồi, nhưng mà không phải, mà chỉ cái đảo đằng sau cái đảo của tôi vẫn chưa tới. Thì cái người tài công và lại chở ra thêm một cửa này nữa, lúc đó cái cách Singapore. Và khi mà tới Singapore mọi người thấy cái tàu mình đã đến rồi, cái đảo phía kia kìa, tôi bơi vô cũng tàu được rồi, nhưng mà họ không cho vô. Họ nói cái tàu mình đi được, chúng ta không cho cái người vô. Thế là các bác các cô ở trên tàu đục cái tàu để chi cho nó chìm, cho nó chìm mà thì mình có cớ để mà đón nhận người tị nạn được. Tới có số tuổi 14 tuổi chúng tôi đâu biết tại sao phải được quyền, tại sao mình phải lao khổ như vậy. Nhưng mà khi mà càng lớn càng hiểu lý do tại sao. Thì nó thấy mình làm như vậy, mấy người đứng trên cái tàu lớn hơn mà nhảy xuống, họ bình cái tàu lại, họ không cho những cái bà mẹ lên cái tàu nữa, họ dạy những người phụ nữ đó đông lên và họ cho đồ ăn, họ cho chúng tôi đồ ăn. Cái đó là coi như là ai cũng ăn, không cần được ăn, không còn cái gì nước hay chân thì nó không có, ai cũng mệt mỏi lắm. Thì sau khi cho đồ ăn thì mọi người ăn xong lại ngủ tiếp. Thì đến sáng tự nhiên chúng tôi nghe nó kéo mình đi, they pull it away. Tại sao nó kéo mình đi? Mở mắt ra nó mới thấy cái thuyền lớn của họ kéo cái thuyền nhỏ của chúng tôi ra khỏi cái hải phận của Singapore để làm cái gì? Nó thả cho mình đi tiếp, nó không nhận. Cái đó là năm 1978, cái đó là vào khoảng ngày thứ 25, 26 của tháng 4 này. Các vị thấy là bao nhiêu vượt biên, mười mấy ngày trên biển rồi, hết nước, hết đồ ăn. Thì sau khi mà Singapore nó không có nhận, mới kéo qua, nó nói qua Indonesia đi, ở bên đó nó nhận tị nạn. Thì khi mà chiếc tàu đi ngược lên Indonesia tới cái đảo mà họ cho mình toàn là nước dừa và xà rông. Ủa tại sao vậy? Tại trên đảo toàn là dừa không à, cho nước dừa, quần áo thì... Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Cho em 3 ngày nữa từ Indonesia trở ngược lên Malaysia vào cái ngày 29 tháng 4. Dạ vâng, đúng 29 tháng 4. Thì lúc đó chúng tôi nhớ là ban đêm
tới một cái đảo, thì biết là cái đảo có thể tối quá không thấy gì hết. Tất cả các cô chú trên thuyền thì nói chắc đó là cái đảo mà nó cho những người tị nạn đó. Thì mọi người đang mệt quá, lúc đó thì tối rồi cho nên họ không có nhận người tị nạn, cho nên cái tàu ở bên ngoài cái đảo. Rồi tới sáng cái ngày hôm sau, thật sự thì khi mà đi vượt biên chúng tôi không biết ngày nào, ngày giờ nào, cái ngày nào, chỉ biết là đi lâu, thật là lâu thôi, cũng không biết bao nhiêu ngày nữa. Đó là sau khi này chúng tôi mới nhớ lại. Thì cái đến lúc mà sáng khoảng 6-7 giờ sáng, tự nhiên mọi người còn đang ngủ thì chúng tôi nghe tự do rồi, tới nơi rồi, mọi người thức dậy, tự do rồi. Thì riêng cá nhân của chúng tôi cũng biết là tự do là gì, mà tại sao tới nơi là gì cũng không hiểu. 14 tuổi thôi, khi mà theo ba mẹ đi lên cái bông tàu, lúc đó là ai cũng phải nằm ở dưới cái sàn tàu. Rồi cái lúc mà lên được cái bông tàu, mình thấy ủa, cờ vàng ba sọc đỏ, đó là một cái rừng luôn, từ trái qua phải trên cái đảo Pulo Changa. Mà lúc đó chúng tôi cũng không biết đó là cái gì. Thì cái đó là cái đảo Pulo Changa mà nó chia ra từng cái trại A, B, C. Cầu vàng nó đi từ bên trái qua bên phải như vậy. Cầu vàng ba sọc đỏ, thưa quý vị, là tự nhiên chúng tôi lúc đó 14 tuổi thôi mà không có chuyện gì xảy ra, tay chân lại quá tự. Thì ba với mẹ mới nói mình tới rồi, mình tới được tự do rồi con. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà riêng cá nhân của chúng tôi thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1978, cách đây 48 năm, 47 năm. Và 30 tháng 4, 78 thay đổi cuộc sống của chúng tôi, hiểu hơn về lý do tại sao ba mẹ hy sinh đưa các con cái vượt biên 16 ngày lên đêm trên biển, sáng chết, gần chết và thoát chết. Khi mà cái ngày 1 tháng 5 họ nhận cái điều chúng tôi lên cái đảo Pulo Changa, thì cái thuyền để mà ra coi coi còn dọn dẹp mang được cái gì lên đó, lên trên đảo hay không, thì cái thuyền nó bung ra, nó lắc ra, nó tan ra, và nó coi như là những cái dây bắt đầu nó bung ra. Tưởng tượng nếu mà còn một ngày ở trên thuyền thì chắc là chúng tôi là ngồi trên cá biển. Và nếu như không có cái sự hy sinh của ba trong khi lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 cùng điện xuống với hai vợ chồng không nữa, thì coi như chúng tôi bị bắt lại. Và cũng không biết tại sao mà ơn trên đã phù hộ cho cả gia đình được vượt biên đúng ngày 1 tháng 4 năm 1978. Và từ đó cho tới nay, cái bộ tứ không tháng 4 thì gia đình của chúng tôi đều tụ họp lại. Thứ nhất là những lễ đọc kinh cầu nguyện cảm ơn ơn trên đã mang cả gia đình vượt biên đến nơi tới chốn, và ngày hôm nay có mặt ở đây để chia sẻ những lời cảm ơn rất vui chúng tôi về cái quá khứ của mình, cái kỷ niệm của mình, và làm sao chúng ta có mặt ngày hôm nay truyền cho những người chúng mình sẽ thành một thành viên của một ban tổ chức chương trình. Xin hôm nay Viện Bảo tàng Di sản Người Việt có một cái chương trình để mà hội thảo với các giới trẻ. Thì cách đây hơn 2 tháng thì chúng tôi có kêu gọi mọi người, nhất là những người tị nạn Việt Nam đóng góp những cái hình ảnh. Thì trong cái buổi hội thảo hôm nay, ngoài nói chuyện với các em, chúng tôi có một buổi triển lãm về những cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa và những tranh vẽ của tất cả những người tị nạn mà nó có ý nghĩa của mỗi một người. Thế nên ngày hôm nay đã có rất là nhiều người tới, phải nói là đây là một lần đầu tiên chúng tôi rất là ngạc nhiên là các em tới rất là đông. Thì cái buổi hội thảo hôm nay mục đích chính là trong cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn đi sưu tập và gìn giữ lại tất cả những cái lịch sử của chúng ta một cách chân thật. Thì ngày hôm nay chúng tôi dùng những cái lịch sử đó để chia sẻ với các em, để cho các em hiểu biết hơn. Thì như chúng ta biết, đa số những em lớn lên ở đây, các em không biết nhiều về cái lịch sử, về cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, về cái ngày 30 tháng 4 và cái căn cước tị nạn của các em. Thì là cái nhân dịp ngày hôm nay đó, đây là cũng là một cái cơ hội để chúng tôi có
muốn lắng nghe những ưu tư của các em và để chia sẻ cho các em hiểu rõ hơn về cái lịch sử của người tị nạn Việt Nam. Thì là đây là một cái chương trình của Viện Bảo tàng Di sản người Việt, và đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc những chương trình trong tương lai để có cơ hội làm cái cầu nối giữa Viện Bảo tàng với tất cả các em và giữa các cái thế hệ như vậy, để các em có thể hiểu rõ hơn về cái lịch sử của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. However, what much of what we read or taught in high school textbooks is actually about the American military involvement in this poor, war-torn third world country called Vietnam as part of the global Cold War conflict. We mentioned Black April. What is the Vàng Ba Trong Đỏ? What is the Fall of Saigon? So that's the reason he prompted that question in one of our ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ. And that question initiated the process where I asked Antony to initiate the process where BSM is hosting today's event. So the existence of this event today thanks to Eric. So please welcome Eric, our guest speaker. My father's side does not talk about the war much, but my mother's side is a different story. Her family was from Bethal. Like many immigrant families, they worked hard and endured the pain and suffering so that one day their future generations could live a better life. So when people ask me what the big means, what the yellow flag with three red stripes means to me, it not only means big means heritage and culture and freedom and democracy, but for all. Em xin kính chào tất cả mọi người, em tên là An Nguyễn. Hiện tại em đang là một học sinh lớp 12 ở trường Westminster High School và em đang là điều phối viên tiếp cận cộng đồng cho Club Vietnamese American Culture Club ở Westminster High School. Và ngày hôm nay em có cơ hội được làm một trong những khách mời cho guest speaker panel ở Viện Bảo tàng Việt Nam ở Westminster. Và hôm nay chủ đề chúng em nói về đó chính là Black April hoặc là Tháng Tư Đen, để tưởng nhớ về những người đã hy sinh cũng như là những người đã đi tới nước Mỹ để có một cái tương lai tốt hơn và tìm hiểu cái ý nghĩa thật sự về ngày 30 tháng 4. Sau cái ngày hôm nay thì em cảm thấy là em học được rất là nhiều điều từ những cái vị khách mời khác, và em cảm thấy em rất là may mắn và rất là tự hào khi em là một người Việt Nam và được ở trong một cộng đồng người Việt lớn như thế này ở Little Sài Gòn. Và sau khi mà em diễn giải cái speech của mình rồi thì em cảm thấy là rất là nhiều bạn học sinh đồng trang lứa với em có những câu hỏi rất là ý nghĩa để tìm hiểu thêm về ngày 30 tháng 4, vì ở Mỹ các bạn không được học về ngày 30 tháng 4 trong các lớp lịch sử nhiều, nhưng mà thông qua những cái sự kiện cộng đồng như Black April Guest Speaker Panel của Viện Bảo tàng Việt Nam, chúng em có được cơ hội để học thêm nhiều điều về chiến tranh Việt Nam cũng như là về ý nghĩa thật sự của ngày 30 tháng 4. Thông qua những sự kiện như thế này ở cộng đồng thì em nghĩ là những người trẻ như chúng em hoặc là những bạn học sinh đang còn học ở middle school, high school nên tìm tới những cái cơ hội hoặc là tìm tới những cái event cộng đồng này để các bạn có thể học thêm về lịch sử cũng như là về nền văn hóa Việt Nam, và các bạn có thể tìm kiếm thêm những cái mối quan hệ trong cộng đồng để có thể ngày càng phát triển bản thân nhiều hơn và biết thêm về những cái lịch sử mà xưa đến giờ các bạn chưa được học. I see that there's usually an effort to include our Vietnamese culture, and a lot of times that effort is made through the usage of a flag. Trong kinh nghiệm giáo dục làm giáo viên của mình thì mình hay thấy là cộng đồng, nhất là những người Mỹ hay là trong trường học, họ muốn có cơ hội để gọi là muốn cho người Việt có cơ hội để được nêu danh, đúng không? Nhưng mà nhiều khi cái cách họ làm họ không có biết, hay là cả những em học sinh mới qua, nếu mà lớn lên sinh trẻ bên Việt Nam xong rồi qua Mỹ hiện tại thì các em cũng không biết đến cờ vàng ba trọng đỏ. Và nếu như mà mình nói là các em có những giáo viên người Mỹ sẽ nói các em các em dùng lá cờ để nêu lên để cho một bài học em là người gì, thì các em sẽ dùng lá cờ bên Việt Nam, tại vì các em không biết. Cho nên khi mà chúng ta làm giáo viên, chúng ta phải nói cho các em biết và giải thích cho các em biết tại sao các em nên dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ. This is, we see the flag, the Republic of Vietnam flag, and you will only ever see it in a place like Westminster or in San Jose.
And for the most of the world, they will see you in that other way. You are a, we are a community on the wrong side of history, of puppets, of traitors. And when we think about collective loss, the reason why people think like that is because, and when we form our own identity, we often find a failing to educate our young people as well as to educate ourselves about what our Vietnamese American community is. And so much of our Vietnamese American community, the stories that our parents tell. For example, my parents came here in 1975. My mom came when she was 12. On one of the last weeks, she got one of the last seats, a plane, Saigon, to the United States. My father came when he was 17. He was a boat person, spent 2 years in Thailand. And I remember he told a story where he was trapped on a boat. You know, when the boat came, there was a storm. The storm came, and it was in the middle of the night. No one said, no one could see anything. The morning came, and when he came with the family looked around. They looked for my father's aunt, his sister, so my aunt. And looked around, when the storm subsided, he looked around, she was gone, drowned by sea. According to statistics, about 2 million people fled Vietnam as refugees. Over a million people, or at least 500,000 to a million, died at sea. Talking about this is the collective history of our community in Westminster, not in Los Angeles, not in other places, but especially the Vietnamese American community here. These are stories of our parents, our grandparents, our uncles, our aunts, and when I go back and talk about collective history, we also have to talk about loss. Because our Vietnamese American identity is strewn here all over the city that many of our young people do not see.